Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê Phú Thọ vừa tiếp nhận bé trai 25 tháng tuổi nhập viện vì viêm phổi cấp do sặc sau khi uống một lợn lớn dâu thắp đèn bàn thờ. Bà bệnh nhi kể lại, trong khi đang chơi, đột nhiên bà thấy cháu ho sặc ruộng, miệng thì đầy mùi dầu, bên cạnh là chai dầu đã mở nắp. Bà lúc đó đã biết rằng cháu nó đã uống phải dầu thắp đèn bàn thờ. Thấy cháu ho sặc sụa mãi không ngừng, môi tím tái thở dốc, bà cảm thấy rất lo lắng và nhanh chóng gọi người đưa cháu đi viện cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Nhung, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, ho sặc sụa, nhịp thở nhanh nông, tím môi, đầu chi, phổi có rên nổ, rên ẩm cả hai bên, bụng chứng nhẹ. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi cấp do sặc dầu thắp và được chỉ định thở oxy liên tục, thụt pháo, dùng thuốc theo phác đồ điều trị. Chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhập viện, bệnh nhi không còn phụ thuộc oxy, các triệu chứng tiến triển tốt. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhi hiện tại đã ổn định và đã được cho ra viện. Theo các bác sĩ, thực tế các bệnh viện đã ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc bởi các loại hóa chất sử dụng tại gia đình do sự chủ quan từ người lớn trong quá trình chăm nuôi trẻ. Mới đây nhất, Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc chất tẩy mụn ruồi do sự bất cẩn của người lớn khi bảo quản hóa chất. Theo gia đình bệnh nhi, gia đình bảo quản thuốc ở trong một lọ giống men tiêu hóa nên bất cẩn cho bệnh nhi uống nhầm. Sau khi uống khoảng 1-2ml thuốc tẩy mụn thì có chứa thành phần hóa học, từ đó bệnh nhi xuất hiện nôn, đau họng, đau miệng, được phụ huynh đưa đi cấp cứu. Tại thời điểm thăm khám, môi và lưỡi của bệnh nhi đều nề đỏ. Kết quả nội soi tẩy mũi họng có tình trạng niêm mạc họng và lưỡi bị bỏng ở mức độ nề đỏ, sung huyết, trượt niêm mạc. Qua khai thác thông tin từ gia đình và kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán viêm loét họng do bị ngộ độc hóa chất. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị bằng các biện pháp giúp thải độc. Sau 24 giờ, chỉ số sinh tồn của bệnh nhi cũng đã ổn định, môi lưỡi sưng nề đỏ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Huyền, trưởng khoa nhi cũng cho biết, mức độ tổn thương nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào loại hóa chất, liều lượng, nồng độ của hóa chất mà bệnh nhi uống phải, thời gian đến bệnh viện sớm hay muộn. Nguy cơ đầu tiên phải kể đến khi bị ngộ độc hóa chất đó là tình trạng bỏng niêm mạc đường tiêu hóa. Nếu qua đường uống, trẻ nôn sẽ bị sặc gây viêm phổi hóa chất, có thể tím tái suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao. Hậu quả lâu dài cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng như bỏng thực quản dạ dày, gây biến chứng thực quản, thùng dạ dày, chảy máu dạ dày, bị hẹp thực quản khó nuốt, hẹp môn vị, suy giảm chức năng gan thận. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, các phương pháp can thiệp xử trí đặc hiệu đối với các trường hợp ngộ độc hóa chất là rất khó khăn hơn so với người lớn và thường diễn tiến nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng. Theo thống kê, đa phần những trường hợp trẻ bị ngộ độc hóa chất, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi hoặc dưới 24 tháng tuổi, đều là do sự bất cẩn của người lớn. Chia sẻ vấn đề ngộ độc hóa chất, bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: mỗi một loại hóa chất là nó biểu hiện một cái trạng thái hay một cái triệu chứng ngộ độc khác nhau và cái cách xử lý cũng khác nhau. Có những loại hóa chất thì chúng ta phải gây nôn ngay, thí dụ như là các loại hóa chất độc như là thuốc trừ sâu, như là thuốc bả chuột, thì những loại đấy là phải gây nôn ngay. Gây nôn có thể dùng phương pháp móc họng, có thể dùng cái lông gà tăm bông ngoáy vào họng để bé nôn ra, xong đấy rồi phải cho em bé uống ngay than hoạt tính. Nếu không có, chúng ta cho uống sữa, chúng ta cho uống nước. Đấy, nhưng các loại hóa chất khác, thí dụ như vừa rồi nói đến như ét xăng, như dầu hỏa, như các loại chất tẩy rửa, thì chúng ta không được phép uống nước ống ngọc hay là cho nôn ra, mà chúng ta lại cho em bé uống từng ngụm nhỏ để mà nó làm sạch dần, loãng dần ở cái phần bên trên đi. Còn tất nhiên là khi mà đã vào dạ dày thì lúc ấy lại phải đến bệnh viện để sơ cấp cứu và có những cái rửa ruột dạ dày mà cấp cứu theo chuyên môn rồi. Như vậy có nghĩa là tùy từng loại hóa chất em bé uống nhầm mà chúng ta có những cách xử lý khác nhau. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam, chỉ trong 2 tuần, khoa nhi bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 4 trường hợp trẻ uống nhầm dầu hỏa, axit loãng do người lớn bất cẩn. Cũng tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một bé trai 20 tháng tuổi uống nhầm dầu hỏa dùng thắp đèn bàn thờ, nhập viện trong tình trạng suy hấp, viêm phổi. Người nhà cho biết khi nghe tiếng bé khóc lớn, cả nhà mới phát hiện con uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ đặt ở trên sàn nhà. Gia đình cho bé uống nhiều nước và móc họng để nôn, sau đó đưa vào viện. Tiến sĩ Trần Văn Cương, trưởng khoa cấp cứu, phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hành động móc họng này khiến cho tình trạng của bé nguy kịch hơn, suy hấp, viêm phổi. Kíp cấp cứu hỗ trợ hô hấp cho trẻ thở bằng máy, dùng kháng sinh liều cao. Vài ngày trước, một cháu bé 15 tháng tuổi cũng nhập viện trong tình trạng tím tái, viêm phổi, suy hấp do uống nhầm dầu hỏa. Em bé này có tiền sử viêm phổi nhiều đợt. Khi nhập viện, bé quấy khóc, ho khan, hơi thở nặng mùi dầu hỏa. Sau 3 tuần điều trị tích cực, hai bé đã qua cơn nguy kịch,
thai thở máy xong cần được theo dõi trong thời gian dài. Theo bác sĩ Cương, trẻ uống nhầm dầu hỏa thường do sự bất cẩn của người lớn. Phụ huynh thường để dầu ở trên mặt đất hoặc đựng trong những vật dụng uống nước như chai nước ngọt dễ gây nhầm lẫn. Dầu hỏa gây ngộ độc tiêu hóa, rối loạn nhiều chức năng của cơ thể. Nặng hơn, khi bị sặc dầu hỏa vào phổi sẽ gây hoại tử, xẹp phổi, nhiễm khuẩn dẫn tới suy hô hấp, đe dọa tới tính mạng và sẽ để lại di chứng lâu dài. Cách xử trí khi uống nhầm dầu hỏa không giống với xử trí khi uống một số loại chất lỏng khác. Dầu hỏa bản chất là hydrocarbon, dễ bay hơi, rất dễ trào ngược vào đường thở khi uống, đặc biệt là khi gây nôn. Do đó bác sĩ khuyên cáo bố mẹ tuyệt đối không móc họng cho trẻ gây nôn vì nguy cơ hít sặc vào phổi sẽ gây tổn thương nặng, suy hấp, có thể dẫn tới tử vong. Gia đình có trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, không nên dự trữ xăng dầu ở trong nhà. Nếu cần dự trữ, không đựng dầu ở trong chai vật dụng sẽ nhầm lẫn như chai đựng nước uống, cốc, bát. Để dầu ở nơi tránh xa tầm tay trẻ em. Trẻ uống nhầm dầu hỏa cần đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời. Cũng tương tự trường hợp trên, một bé trai 2 tuổi ở xã Đồng Lỗ, huyện Hiệp Hòa được người nhà đưa vào viện trong trạng thái lơ mơ, thở gắng sức, giúp đỡ lồng ngực, tím tái. Các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, bệnh nhi vào viện trong trạng thái kích thích, thở gắng sức, nhịp tim nhanh 180 lần trên 1 phút, xuất huyết dưới da, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi nặng do ngộ độc dầu hỏa. Bác sĩ Nguyễn Thị Lê, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, bệnh nhi được xử lý rửa mũi họng, thở oxy và truyền dịch kháng sinh phối hợp. May mắn cho bé chuyển về tích cực, cai thở máy oxy, hình ảnh X quang cho thấy tim phổi đã cải thiện hơn. Bác sĩ nhận định nếu không vào viện kịp thời, bệnh nhi nguy cơ cao sẽ tử vong. Một trường hợp khác là bé gái 3 tuổi nhập viện trong trạng thái nôn, kích thích tiết đầm rãi, tăng nhịp tim nhanh, phổi thông khí kém. Bệnh nhi được đưa đến trung tâm y tế địa phương để sơ cứu, rồi chuyển tuyến đến trung tâm sản nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 4 giờ trước khi vào viện, bệnh nhi uống nhầm dầu hỏa, song không rõ số lượng. Kết quả chụp X quang xét nghiệm báo xác định trẻ viêm phổi nặng do ngộ độc dầu hỏa, phải điều trị an thần, thở máy chỉ số cao. Bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật 2 lần, còn có bị hội chứng đau. Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ bệnh nhi cho biết, vợ chồng chị đi làm thuê, kiếm tiền chạy chữa bệnh cho con, gửi bé ở nhà hàng xóm trong hộ. Trong giờ ngủ trưa, con của chị cảm thấy khát nước nên cháu bé đã uống nhầm chai dầu hỏa. Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có một số triệu chứng như sau, cha mẹ cần tiến hành sơ cứu tại chỗ. Cho trẻ uống thật nhiều nước, việc uống nhiều nước là có thể giải độc. Hãy cho trẻ uống từ từ, tránh uống quá nhanh sẽ khiến trẻ bị sặc, gây nôn ọe, không tốt cho sức khỏe. Đối với những trường hợp bị ngộ độc xăng dầu hỏa, cha mẹ không được tiến hành gây nôn, vì nếu nôn một lần nữa, hơi hóa chất sẽ được đưa ra ngoài, tràn vào khí quản, làm tăng mức độ ngộ độc, gây bỏng. Để phòng tránh ngộ độc các loại hóa chất, các chuyên gia khuyến cáo nên cất giữ những hóa chất vật dụng ở những nơi an toàn, tránh sát tầm tay của trẻ. Những hóa chất có độc tính cao như dung môi, pha sơn, các loại thuốc diệt côn trùng nên để ở những nơi riêng biệt, khóa cẩn thận. Không dùng chai đựng nước uống để đựng hóa chất, xăng, dầu hỏa và ngược lại cũng không nên dùng chai đựng hóa chất trước đó để đựng nước. Không nên để các loại hóa chất ở nơi bé có thể vui chơi, tuyệt đối không để cho trẻ tự chơi một mình. Không để chung thuốc uống với những thuốc khử khuẩn hay các chai lọ hóa chất khác.